của Bộ Tài chính. Quỹ sẽ có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ đóng góp ủy thác các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng hoặc giải quyết các vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng lớn. Vốn hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam được hình thành từ vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là 500 tỷ đồng. Hôm nay là tròn một năm lực lượng Cảnh sát môi trường Việt Nam thành lập và chính thức hoạt động. Việc thành lập lực lượng này thể hiện vai trò quan trọng của môi trường và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn trong một năm hoạt động vừa qua của lực lượng Cảnh sát môi trường đã cho thấy để ngăn chặn triệt để tội phạm môi trường cần những chế tài mạnh hơn để xử lý. Trong năm 2007, với sự ra đời của lực lượng Cảnh sát môi trường, hàng loạt các vụ vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường được phát hiện và xử lý, tạo ảnh hưởng tích cực trong dư luận xã hội về bảo vệ môi trường. Điển hình như các vụ nhập khẩu trái phép các quy trì, phế liệu nhựa ở Quảng Ninh, Hải Dương, nhập khẩu sắt phế liệu ở Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, vụ buôn bán chất thải y tế ở nhiều bệnh viện tại Hà Nội. Lâu thế? Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt cao nhất là 70 triệu đồng. Đáng chú ý hiện nay vẫn còn nhiều vụ việc.